được giới thiệu, tôi là Tali Tayo, đóng vai cậu bé đội nón hào, cũng là nhân vật chính. Caro xin chào, tôi chỉ là thợ săn cà rốt này. Thợ săn cà rốt? Cà rốt, tôi chỉ là thợ săn săn cà rốt rất nhiều. Xin chào, tôi là bà. Xin chào, tôi là Snow White, là mẹ của cậu bé đội nón hồng. À, cuối cùng ta chính là sư tử dũng mãnh, nhưng không có chuyện gì mà tại vì trong trường không có con sói nên được có sư tử thành ra đóng vai sói luôn. Bảo chưa có hai mà chính là đồ đây nè, ngày mai mới cho bà đi, bà con này bị vẫn ở trong rừng đó. Dạ ngày mai lên bà nha. Bye con. Trong rồi đi nhau nhiều mà chán quá, đường đi vừa xấu xí vừa kỳ cục. Cháu ơi chán à? Ủa cái gì vậy bác sói? Cháu đi đường tắt đi, ở chỗ đó nhiều hoa đẹp lắm, nhưng cháu nghe nói là ở đó có rất là nhiều sói mà ông sói. Không sao đâu mẹ, cháu chỉ có vậy thôi. Cháu ơi, chỗ đó có nhiều hoa thì cháu có thể hái hoa tặng bà. Hoa thơm đi thật thơm, vì nó có thể trị liệu thuốc đó. Dạ, giàu giàu quá, đường nhiều hoa quá. Rồi, trong nhà bà. Ôi dồi. Ngon quá, delicious. Cháu mượn cho mổ bụng sao?